Đấy, lăng xe này vừa ném xong. Đấy, đánh ra giữa hồ, đánh tít tầng kìa. Tôi xuống để chơi một lúc thôi, đánh một cái lăng xe này tầm 30 phút không ăn thì tôi đi về. Rồi vẫn để cần đây cho anh em câu. Đấy, lần đầu tiên trên màn ảnh nhỏ đánh lăng xe ở cái hồ này. Đấy, không phao phiếc gì cả luôn, không thèm phao phiếc gì cả luôn. Tí nó lôi máy là tôi giật thế thôi. Làm con trôi béo, làm con chép ngon, làm con chép 5 cân lại ngon nhỉ. Chép 5 cân ở đây về ăn dai như thịt trâu. Rồi ok, quay. Mắc tích ngồi kia kìa, nhanh lên rồi mắc kia kìa. Không cần vợt, dòng Tuấn chạy ra kia mượn cái vợt kìa. Tuấn ơi, quay đi anh mượn vợt nào. Tuấn ơi, quay đi anh mượn vợt. Quay đây để anh đi anh mượn vợt. Nặng không? Mẹ bờ. Trôi! Trôi! Con này dòng được đã phải vượt rồi. Để đưa không cái ấy này bé. Nó thắt cầu này. Lưỡi nó bé nó quải. Quải cứt. Quải làm sao? Nó thắt cầu này, lưỡi nhỏ. Được, nhấc lên được. Không nhấc được rồi nè. Tốt. Anh dòng tí đi. Lưỡi bé mà. Anh dòng tí đi. Em cứ quay đây, quay hẳn hoi mà. Hối mắc có tải rồi. Tí mất. Lồi như cái béo, con trắng. Phải lấy cái xôi ạ. Anh dòng tí đi. To đấy. Không được đâu. Cứ từ. Mắc cái bóng lơi câu là mất đấy. Được. Anh dòng thêm cho nó mệt tí nữa nổi bụng lên. Cho nó nổi lên cái. Dòng tí được, đéo vượt. Phút nữa là chết, đéo. Lên luôn, đừng xuống từ bóng nó nhảy. Lên luôn đi. Một em trôi. Đừng quay đây em. Một em trôi. Trôi trắng. Trôi trắng nha. Anh đang nhìn ra đấy anh bảo đổ cân kia Tuấn. Rồi anh xách luôn cá đi. Cứ quay đi em. Cứ quay đi em. Thôi mình lại câu ở đây cho mát vậy. Thôi ngồi đây câu gọi anh ạ. Đéo. Đi ra kia xa lắng lắm, vỡ mặt. Đấy. Lại làm một mâm nhá. Một mâm nhá. Đấy anh em lăng xe đây, hàng đây. Mẹ nó giật quay con. Đéo mà có 2 phút anh ạ. Có 2 phút á. Quay từ nãy giờ đến 2 phút rồi. Đáng nhá. Đấy. Đáng nhìn. Đấy để anh vụt ra ngoài quá. Anh em lăng xe đánh này, những người này, giật quay cần. Chỗ này vẫn ăn anh ạ, nhá. Nhưng anh tránh cái kia ra ông lọ mắc mẹ ở đấy rồi. Anh vụt tít ra ngoài kia mà. Vụt nó kéo vào trong. Để thế là nó đổ mình ra mình dầm. để nét đấy. Để lọc lại nước ngoài ấy, Tuấn ơi. Đúng rồi, em để cái đấy lên, để mớm mớm thôi. Rồi, thoải mái. Không bao giờ sợ xước. Ôi, ui giời, làm xe lên con trôi rồi đấy này, trôi trắng. Thôi, tôi đi về. Của anh con này. Mới được khoảng 15 phút nhỉ anh Tài nhỉ? 15 phút đóng con trôi đầu tiên. Của anh lăng xe cái hồ 35. Hôm nay ngỡ nghề bỏ đi oánh lăng xê ở cái hồ này lại dính cá trôi. Nếu mà nó dính về dòng ra bên đấy không có, nó dính cọc anh Tài ạ. Cái kiểu ông là lại quen câu cá to rồi. Câu cá nhỏ đéo chịu được. Ốm quá. Đây nằm môi lăng xê cơ. Nhỉnh hơn cái lò xo một tí đây. Hồ này nó nhiều rô phi quá, nếu mà nó ít rô phi thì đánh trôi cũng ngon đấy. Nó nhiều rô phi quá, đánh hay bị rô phi nó phá lắm rồi này. Mấy con trôi nhảy. À, trôi để nó nhảy mẹ. Nó thách cái thô tốt đây này. Đây Tuấn đấy. Cho tí để anh nắm cái cục mồi anh đang nắm dở. Lại đây nó nhảy mẹ hồ ấy. Có gì cho thảo thì đỡ chết à. Một cái dây xiên nhỉ. Đây. 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 Dây đấy xiên chết cụ đi. Đấy bé thôi, hơn ngón chân cái tí. Buồn to làm gì. Thôi tôi đi về để cho mấy anh em câu xuống, tranh thủ 30 phút chơi tí thôi. Đây ra quay hai anh em tí nữa. Một đầu gấu anh, một đầu gấu em đang ngồi câu cá. Đấy, nó đổ xô con trôi nhảy mẹ ở dưới đấy. To phết nhỉ. Anh này cái dây buộc vào cái miệng xô này nó đéo nhảy ra. Đổ xô thôi. Rồi tôi đi về. Hai anh em bắt để lấy chục con trôi nhá.